Nhã nhạc là một loại hình âm nhạc mang tính bạc học của triều đại quân chủ trong xã hội Việt Nam suốt hơn 10 thế kỷ. Nhã nhạc thường được dàn nhạc cung đình tấu lên trong các cuộc tế lễ quan trọng của triều đình như tế giao, tế miếu, lễ đại triều, v.v. Tinh hoa này được cô đọng dưới triều nhà Nguyễn. Chính vì vậy mà nhà nhạc cung đình Huế đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Để nhà nhạc không bị mai một và thất truyền, nhiều năm qua, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cụ thể là Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế, đã thực hiện nhiều đợt nghiên cứu, sưu tầm, lập hồ sơ khoa học để lưu trữ, bảo tồn các bài bản nhà nhạc. Việc lập hồ sơ khoa học cho 10 bản ngữ cũng là việc làm cần thiết, đã được đội ngũ cán bộ của nhà hát này thực hiện một cách bài bản và kỹ lưỡng trong thời gian qua. Ngoài cái chức năng nhiệm vụ biểu diễn khách du lịch cũng như là biểu diễn phục vụ nhân dân cũng như là biểu diễn đón tiếp cả phái đoàn đến thăm làm việc của Huế, thì nhà hát phải có một cái trách nhiệm là giữ gìn, bảo tồn và phát triển. Thì việc bảo tồn thì chúng tôi phải nghiên cứu để thành lập các hồ sơ, và qua những cái hồ sơ này chúng tôi lưu trữ để cho thế hệ tương lai hệ số hóa cơ sở dữ liệu cả, thì cái sự lưu trữ đó nó được tồn tại được lâu dài hơn. Thì chúng tôi sau khi nghiên cứu xong thì chúng tôi sẽ đưa vào trong cái trung tâm cơ sở dữ liệu của trung tâm để bảo tồn những cái giá trị được lâu dài hơn. 10 bản ngữ hay còn gọi là thập thủ liên hoàn là 10 bản theo thứ tự có tên gọi như sau: Phẩm Tuyết, Nguyên Tiêu, Hồ Quảng, Liên Hoàng, Bình Bảng, Tây Mai, Kim Tiền, Xuân Phong, Long Hổ và Tẩu Mã. Thuộc dàn tiểu nhạc trong nhà nhạc cung đình Huế, thường được biểu diễn hòa âm bởi 8 nhạc cụ gọi là bạc âm, gồm tam, tỳ, nhị, nguyệt, sáo, trọng bảng, phách một, sanh tiền và tam âm. Một thời gian dài khi chế độ phong kiến lùi tan, nhà nhạc cũng mất chỗ đứng của nó và mai một dần. Trong một số hoạt động lễ nghi của người Huế hoặc các sân khấu trình diễn ca Huế, thỉnh thoảng người ta vẫn bắt gặp bóng dáng của các bài trong 10 bản ngữ. Tuy nhiên, trình diễn một thập thủ liên hoàn đúng quy cách như kiểu cung đình thì không phải ai cũng làm được và ít nhiều có sự biến tướng. Việc nhà nhạc được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể thế giới đã đặt ra một nhiệm vụ bức thiết cho các nhà quản lý văn hóa, đó là làm thế nào tìm lại được bản gốc quy chuẩn của các bài bản của nhà nhạc, tránh tam sao thất bản và bảo tồn nó nguyên trạng cho các thế hệ sau. 10 bản ngữ cũng nằm trong kế hoạch này. Sản phẩm này chúng tôi ra là bao gồm là gì? Một hồ sơ viết, những cái đi kèm nó bao gồm như là băng đĩa ghi âm, ghi hình các nghệ nhân và quá trình đi nhân dạng. Sau đó chúng tôi tổng hợp lại để thành một cái đề tài nghiên cứu mà chúng tôi đã thực hiện. Mà chúng tôi muốn thu thập những cái bài bản mà đã thất truyền, thì có những cái bài bản lạc trong dân gian cho nên phải đi điền giả và chia ra nhiều nhánh. Phải nói thì điền giả nghiên cứu đó thu thập thông tin và có cái sự so sánh giữa nghệ sĩ trong nhà hát đánh như thế nào và cái nghệ sĩ dân gian nó có cái sự trùng hợp hay không, thì lúc đó bộ hồ sơ mới hoàn thiện. Vì thực tế là nghiên cứu một bộ hồ sơ về nghệ thuật nó cũng phải là đơn giản. Hồ sơ khoa học dành cho 10 bản ngữ là một công trình nghiên cứu nghiêm túc và bài bản với các tiêu chí đặt ra. Đó là đánh giá đúng vai trò của 10 bản thập thủ liên hoàn này trong hệ thống tiểu nhạc, nghi thức trình diễn, tính quy củ và những giá trị nghệ thuật riêng biệt của chúng. Đòi hỏi những người làm công tác nghiên cứu phải sưu tầm, so sánh, đối chiếu, phân tích, hệ thống và có những dữ liệu chứng cứ để lập hồ sơ lưu giữ một cách bài bản và chính xác nhất. Cái mới trong cái đề tài nghiên cứu này đó là gì? Đó là tìm ra những cái mà trước đây cái bài bản này khi trình diễn thì nó bị bỏ băng đi, thì chúng tôi phải tiếp cận các nghệ nhân để tìm ra cái nào là cái mới nhất. Cái mới ở đây là tìm trong cái cũ mà các nghệ nhân đã một thời nào nó bị lãng quên, và tìm ra để ký âm lại, để phân tích lại. Khi chúng tôi nghiên cứu thì chúng tôi làm một cách liên hoàn, ngoài phân tích ra những bài bản riêng biệt thì chúng tôi lại đưa vào 10 năm trong một cái hệ thống một lúc. Khi chúng tôi nghiên cứu thì chúng tôi đưa vào hệ thống là có thể biểu diễn một lúc 10 bài và cũng có thể tách ra từng bài riêng biệt để biểu diễn.
Đây là những bảng ký âm bằng nốt nhạc phương Tây dành cho bài bảng của 10 bảng ngữ. Để thuận tiện trong việc truyền đạt cũng như để thế hệ nhạc công trẻ có thể tự học hỏi và rèn luyện tay nghề, những bảng ký âm ngoài các nốt nhạc phương Tây còn được ghi chú song hành bằng chữ nhạc của âm nhạc truyền thống. Theo các tác giả của hồ sơ khoa học 10 bảng ngữ, đây là một việc làm rất công phu, có sự hỗ trợ đắc lực của các nghệ nhân âm nhạc truyền thống cung đình Huế. Điều này đã tạo ra một hệ quy chuẩn để các nghệ sĩ tập luyện và trình diễn các bài bản của 10 bảng ngữ bằng các nhạc cụ, nhạc khí truyền thống của âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Thực tế, nếu đưa một cái bản nhạc có nốt nhạc xuân phe thì tất cả những các người nào được học về cái tinh thức của âm nhạc thì người ta đều đánh được. Nhưng cái nét riêng của Huế và nhạc nhạc chính gốc những người Huế đánh thì đó là cái nhẫn nhã, cho nên người ta gọi là khí truyền khẩu và truyền ngón. Ví dụ như đánh 10 bảng ngữ thì mình đưa một cái bài bản với các phương miên khác, họ vẫn nhìn vào cái bản nhạc họ đánh được thôi. Nhưng mà cái chất đánh để cho ra những cái nhạc mình rất là khó nói, và cái này xuất phát từ trong cái đào tạo cũng như xuất phát từ cái thế hệ ở địa phương và cái cách họ học từ xưa đến nay. Và sau cái bài bản này khi được hoàn thiện thì nó có thể ứng dụng vào cái đời sống xã hội, đó là cái gì? Có thể các trường học, các học viện âm nhạc, các trường văn hóa nghệ thuật có thể dựa trên cái cơ sở này để truyền dạy cho cái lớp nhạc công kế tiếp. Một giờ học của sinh viên khoa âm nhạc di sản thuộc Học viện Âm nhạc Huế. Thầy giáo nhạc công Nguyễn Đình Hưng đang hướng dẫn học trò của mình về cách phân biệt, so sánh sự giống và khác nhau giữa nốt nhạc phương Tây và chữ nhạc Việt truyền thống. Bằng cách này, các em có thể chuyển hóa từ nốt nhạc Việt cổ sang nốt nhạc phương Tây và ngược lại, phân biệt được những chỗ thêm bớt khi nhìn nốt nhạc phương Tây để chơi âm nhạc cổ truyền. Đây là những kỹ năng khá cơ bản mà sinh viên khoa âm nhạc di sản được học ở trường, trước khi chính thức trở thành những nhạc công của dàn nhạc cổ truyền Việt Nam nói chung hay dàn nhạc của âm nhạc cung đình Huế nói riêng. Bản nhạc hôm nay sinh viên được học chính là bài Xuân Phong, một trong những bài bản của thập thủ liên hoàn 10 bảng ngữ. Phương pháp xưa là người ta dạy bằng cách truyền khẩu, thì người ta dạy hát trước, hát các chữ nhạc. Sau khi hát thuộc, người ta bắt đầu mới đi vào truyền ngón. Nếu mà học theo phương pháp xưa, là nó, cái ưu điểm của nó là nó sẽ lột tả được cái hồn âm nhạc. Hiện tại ấy, thì người ta sử dụng kết hợp giữa âm nhạc nốt nhạc phương Tây, thì người ta ký dấm bài bản ra. Đấy, thì người ta nhìn vào đó, người ta có thể học trò có thể thi tấu, có thể tự học, tìm học hỏi. Thì trong phương âm nhạc Việt Nam, như anh chị biết thì nó có những cái chữ rung, chữ nhứng, chữ vỗ, chữ luyến, chữ lấy. Nhưng mà khi cái thể hiện trên bản nhạc đó, nó chỉ thể hiện ở phần cứng thôi, nó không thể là thể hiện được ý. Mình phải rung với tần số như thế nào, phải rung như thế nào, nhưng mà tần số rung như thế nào thì khoa học nó chưa chứng minh được. Và thứ hai nữa là các chữ da non, thì da như thế nào, non như thế nào, non bao nhiêu thì người ta chưa thể hiện. Thì ở đây là chỉ có là qua các thầy, các nghệ nhân thì mình truyền thụ lại, thì mình nghe lại, mình nghe được cái chữ đó, chữ nó như nó và mình đơn lại. Bởi những cái bài bản đó lưu truyền làm không có thay dạy thì mình phải có nốt nhạc chứng minh thì người ta sẽ dễ hình dung hơn. Với sự trở lại của nhạc nhạc và âm nhạc nghệ thuật cung đình Huế, nhà hát Duyệt Thị Đường là nơi mà du khách bổn phương được thưởng thức loài âm nhạc bản học này. Để hiểu hơn về một di sản văn hóa đặc sắc của nhân loài đến từ Huế, 10 bảng ngữ cũng thường xuyên được tấu lên, không chỉ phục vụ du lịch mà còn là lễ nghi đổi ngoại trang trọng mà tỉnh Thừa Thiên Huế dành cho các đoàn khách quý quốc tế. Hồ sơ khoa học 10 bảng ngữ của đội ngũ cán bộ nghiên cứu thuộc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế với những giá trị thiết thực mà nó mang lại đã giành giải ba hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật của tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm 2022.
Mong muốn của các tác giả hồ sơ khoa học này là sau khi số hóa các dữ liệu, sẽ mời được các nghệ nhân tham gia vào việc đào tạo, trình diễn lại những ngọn nghề mà họ có được và truyền nghề cho các nhạc công trẻ. Bởi vì cái khác biệt của âm nhạc cổ truyền Việt Nam là truyền khẩu và truyền hồn, cùng với một quá trình khổ luyện lâu dài. Nó là một thứ khoa học vốn không được ký tự bằng mực và giấy bút.